nhau mà vui kề. Người làm nông trên vai đội gió sương, sớm trưa cày cuốc giang nắng giang mưa, tối hôm về nhà mà vẫn là nhà nông vui vẻ. Nghề làm nông gian lao mà vui ghê, cùng bà con chung tay xây dựng quê hương đất đai trù phú. Cây trái sung xuê lúa thơm được mùa, hãy cùng làm nhà nông vui vẻ. Nhà nông vui vẻ. Hay không? Và nhân tiện đây ấy, là con cũng xin kể với mọi người một câu chuyện buồn cười lắm ạ. Dạ, kể luôn đi, kể luôn. Chả là hôm qua cháu có phóng xe lên huyện ấy. Cháu mua một ít cái đèn nhấp nháy về treo mà bác. Và nghe cháu kể tiếp rồi. Cháu mới bảo người ta là mà lấy cho cháu một ít cái đèn nhiều màu. Người ta mới mang ra cho cháu cả một đống luôn. Cười buồn cười lắm. Nhưng mà chỗ đấy là cái chỗ buồn cười đấy hả anh Mùi? Chưa phải là chỗ buồn cười nhất đâu. Sau đó nữa, tôi mới ngồi cả buổi ở đấy để chọn. Và sau đó là tôi chọn được có 3 bộ. Cả buổi mà tôi chọn được có 3 bộ. Và cháu buồn cười đến nỗi mà cháu không thể nào nhịn được ạ. Cháu mới mang 3 cái bộ đèn đấy về nhà ạ. Cháu cắm thì nó không vào điện. Nhưng mà như thế thì phải tức chứ sao lại buồn cười anh Mùi? Nó chưa phải là chỗ buồn cười nhất đâu. Buồn cười nhất đó là tôi mang 3 cái bộ đèn này đến để bắt đền cửa hàng. Thế là cửa hàng mới trả lại tiền tôi luôn. Nhìn nó cứ thế nào nhỉ? Cháu cũng không hiểu. Anh Mùi. Em nói em nào. Ôi dồi ôi, buồn cười đến mức độ vãi cả mồ hôi ra rồi kìa. Này, con nóng không? Cũng hơi nóng ạ. Hơi nóng à? Vãi hết mồ hôi ra nữa. Thế kiểu này trúng gió hay là bị cảm hay làm sao ấy. Giảm cảm để anh đưa em về nhà nghỉ nhá. Không, em không bị cảm, em không bị làm sao cả. Nhưng mà... để anh đưa em về nghỉ ngơi. Không, anh ấy. Anh ơi. Ok. Tôi nói về là về luôn. Tôi có khi là bị thật đấy. Này. Ôi giời ơi. Anh Dũng. Cô ơi. Có khi nào mà anh ấy bị cảm lạnh không ạ? Cảm lạnh nhá? Vâng. Có liên quan gì đến cảm lạnh nhỉ? Có đúng mà, hả Dũng? Mà cháu nghe nói nhá, những người mà bị cảm lạnh ấy, nếu mà lỡ mà để lâu ngày mà không chữa ấy, có khi biến chứng ấy, bị chập mạch cũng nên. Có khi nào mà anh Mùi nhà cháu bị như thế không ạ? Thực ra thì việc mà bị cảm lạnh thì liên quan đến não thì tôi cũng chưa gặp bao giờ cả. Ừ, này. Cô tính như này nhá, có khi cái mai phải về, chán hơi nóng nóng đúng không? Vâng. Chắc chắn là bị cảm lạnh hay là có trong người nó có vấn đề rồi. Bây giờ về ấy, hái mỗi thứ một nắm to, lá tre này, lá bưởi này, rồi lá tía tô này, rồi xả này, cúc tần này. Đấy, mỗi thứ một nắm to. Nhớ là thêm cả hương nhu này, bạc hà và lá xả nữa nhá. Xong rồi là cháu đun lên một nồi nước sông, xông lên cho nó đi, xem nó có đỡ khửi như thế không. Vâng, thế để cháu về cháu đun lên cho anh ấy xông. Nhưng mà những cái lá đấy có những cái tác dụng gì á? Thì em phải biết chứ, xem là có đúng bệnh hay không chứ. Mỗi cây lại có một tác dụng điều trị bệnh khác nhau. Như là hương nhu thì sẽ giúp trị cảm nắng này, sốt nóng này, nhức đầu và làm cho nhanh ra mồ hôi. Bạc hà thì sẽ giúp sát khuẩn ngoài da này và tai mũi họng, chống viêm. Nước sông bạc hà ấy thì sẽ giúp điều trị cảm cúm này, nhức đầu, sổ mũi, đau họng. Và tía tô thì sẽ là trị cảm mạo. Về lá tre nhá thì sẽ giúp giải nhiệt này, thanh tâm này, tiêu đờm, khiến cho mồ hôi ra, sát khuẩn và cảm sốt này. Về xả nhá thì sẽ làm cho ấm bụng này, tiêu hóa, sát khuẩn này, khử uế, tiêu đờm, cảm sốt và đau bụng. Ngoài ra thì lá bưởi thì sẽ giúp giải cảm này, tiêu thực này, trị sốt ho, nhức đầu. Đấy, nó nhiều tác dụng như thế cơ mà cháu. Thôi,
mai xem như là về chăm sóc thằng Mùi đi, nhanh lên, bác sốt ruột quá. Thôi rồi, để cháu về nhà cháu ra vườn cháu lấy luôn. May qua nhà cháu có đủ hết tất cả những cái loại cây đấy. Thôi cháu về đấy nhá. Chứ tình hình này cháu thấy không ổn một tí nào. Đi. Cháu đi đây, em đi đây. Cháu vừa mới nhớ ra một câu chuyện cười mà cháu đảm bảo bác nghe trong câu chuyện cười ấy, nó cứ phải sang chân tâm lý. Không biết là không mai nó nấu. Bác đã nghe cái câu chuyện là con quạ tìm cách uống nước ở trong chai vậy. Chết rồi. Biết mai nấu nướng gì mà mãi không xong cái nồi nước sông cơ chứ, phải khổ thật đấy. Anh Mùi. Đi. Về. Em đun cho nồi nước xong rồi, xong một hay là khỏi. Xong rồi đấy anh tí bác để con kể cho bác nghe cái Thôi, được rồi. Cái chuyện con quạ uống nước ở trong chai bác hiểu rồi. Thôi được rồi, đi về xong đi khỏi xong đi sang kể sau. Mai bác nghe nhá. Cháu rồi cô, cháu đi luôn đây ạ. Anh đi theo em, đi ngay. Kiểu anh sắp phải làm cái gì? Đang mệt lắm. Xuống. Anh mệt thì em mới lo lắng cho anh. Anh có biết là khi mà anh hơi nóng trong đầu ấy, là em đã phải suy nghĩ rồi, không biết anh bị bệnh gì. Ngày hôm nay em còn lặn lội đi tìm những cái loại lá sông, rồi sang tận nhà cô Tình để xin lá tre này, lá bạc hà này, lá hương nhu này, để đun cho anh một cái nồi nước sông to như này. Đấy, anh thấy em có cẩn thận không? Em lo lắng cho anh đấy. Cái lời em nhá. Bây giờ chùm cái chăn này vào, xông cho em. Đấy, anh thấy chưa? Đặt bốc khói, xông luôn. Nhanh lên. Đấy, chùm vào. Xông tầm 5-10 phút cho em nhá. Alo. Alo, cô Tình ạ? Vâng, cháu đã làm y như cô dặn. Nhưng mà cháu không biết là kết quả như thế nào, cháu vẫn hơi lo lắng, không biết là có khỏi không cô nhỉ? Vâng, thôi, để xem tình hình thế nào, rồi cháu báo lại cho cô nhé. Vâng ạ. Anh ơi, có thấy khó chịu gì không? Không em ơi, anh thấy khỏe hẳn ra rồi. Anh thấy sao? Đã lắm. Đã lắm không? Hẳn cả người ra luôn, tỉnh hẳn luôn. Đưa chán lên xem nào. Lại thấy hơi mát mát rồi đấy, không thể nóng như lúc nãy nữa. Mà em biết không, lúc ấy trong lúc anh sông nhá, anh lại nghĩ ra được một câu chuyện cười hay lắm, anh kể cho em nghe nhá. Ô này, thế là anh vẫn chưa khỏi à? Bệnh gì? Thế anh thấy ở trên mạng người ta bảo là muốn trở thành một người hài hước ấy, thì mình phải cười mồi trong cái lúc mà kể chuyện thì mọi người sẽ hùa theo, thế nên là anh mới làm như thế. Thế không phải là anh bị cảm à? Không. Ôi trời ơi, thế mà em cứ nghĩ là anh bị cảm, làm cho em mất công á, lấy bao nhiêu là loại lá làm cho nước sông to như thế này. Thì ra là xem mạng xã hội quá 180 phút mới như thế. Thế sao không nghe từ đầu đi? Trời ạ. Thế anh đâu có biết gì đâu.